Xin kính chào quý anh chị em, quý nhà đầu tư. Hôm nay thì Trần Quang có nhận được một cái tin liên quan đến bất động sản về phía tây của Hà Nội, đó là khu vực Láng Hoa Lạc. Thì cái khu vực Láng Hoa Lạc này là một, nó cũng có một cái số tin liên quan ở một số cái clip trước mà Trần Quang cũng có nói. Thì anh chị em nếu mà quan tâm đến cái bất động sản phía tây Hà Nội, nhất là khu vực Láng Hoa Lạc, thì có thể tìm hiểu ở một số cái clip trước và theo dõi. Nhân đây thì Trần Quang cũng muốn thống kê lại là Láng Hoa Lạc vừa rồi đã có sự tăng trưởng khoảng 30%, 30% price, tức là 30% giá. Trong đó một số cái khu quanh khu công nghiệp công nghệ cao và một số cái khu như là khu đại học thì cũng đã giá cũng đã tăng. Tuy nhiên thì sau một thời gian tăng giá lên khá là tốt, thanh khoản cũng rất là tốt, thì Láng Hoa Lạc thời điểm vừa rồi lại bắt đầu là sideways, tức là đi ngang. Thậm chí những anh chị em cần tiền đầu tư ấy, thì cũng đã phải bán cái bất động sản với cái mức giá rất là ưu đãi. Chiều nay thì Trần Quang có nhận được một số cái thông tin mà anh em gửi cho là liên quan đến cái chính sách kinh tế vĩ mô là thành phố Hà Nội giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với lại Sở Xây dựng cũng như tập đoàn Vingroup là nghiên cứu trình phương án tiền khả thi về cái tuyến đường sắt giữa đường Văn Cao và đi Láng Hoa Lạc. Thì có rất là nhiều anh chị em hỏi là có nên đầu tư bất động sản ở tại Láng Hoa Lạc thời điểm này hay không. Sau đó thì buổi chiều lại thấy được một số anh em gửi cho một số cái văn bản. Thì cái tin này Trần Quang cập nhật thì cũng hơi cũ, có thể nhiều anh chị em đã biết lâu rồi, có thể biết vài ba ngày trước rồi. Thì nhưng mà Trần Quang khi mà đọc ấy, thì có thấy rằng là tập đoàn Vingroup có gửi cái công văn về cái đề nghị xin những cái quỹ đất có thể là theo dạng là BT thì phải. Theo dạng BT với cái đường sắt Cát Linh, đường sắt từ Văn Cao đi Láng Hoa Lạc. Đặc biệt ở một số huyện như là Thạch Thất, Quốc Oai hoặc là cái khu liên quan đến Láng Hoa Lạc. Đấy, thì anh chị em có hỏi rằng là đầu tư cái bất động sản ở thời điểm này với cái những thông tin như vậy thì có rủi ro gì không? Thực ra nếu mà trong bối cảnh bình thường ấy, trong bối cảnh bình thường thì chúng ta thừa biết rằng là với một cái thông tin tốt như vậy thì chắc chắn giá bất động sản và tính thanh khoản ở đó sẽ gia tăng rất là nhiều. Giá có thể tăng lên khoảng 20%, 20-25% gì đó, mà trong thời gian rất ngắn, có thể trong vòng tầm một tháng thôi là cái giá bất động sản ở đó nó cũng đã tăng lên tầm đó rồi. Bởi vì các anh em biết rằng là khi mà cái thông tin đó đến với tay anh em chúng ta thì đồng nghĩa việc là trên thị trường ai đấy đều biết rồi. Mọi người đi săn, nhà nhà đi săn đất. Đúng không ạ? Nó sẽ trở lại đến cái câu chuyện là đầu tư đầu cơ lướt sóng bất động sản. Tuy nhiên thì Trần Quang muốn qua clip này cũng muốn lưu ý và cảnh báo với các anh em như thế này. Một là thứ nhất là thời gian để từ cái đề xuất của tập đoàn Vingroup cũng như là của thành phố Hà Nội bây giờ mới là nghiên cứu dự án tiền khả thi. Sau khi dự án tiền khả thi kết thúc thì phải đến cái phần là nghiên cứu dự án về khả thi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương đầu tư xong, còn phải làm rất là nhiều công đoạn khác thì mới ra được cái quyết định đầu tư, rồi thì đấu thầu, rồi giải phóng mặt bằng. Với tình hình kinh tế như hiện tại thì anh chị em biết rồi, chúng ta đang chiến đấu với đại dịch Covid-19. Mà ngay như chiều nay ấy, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng có cảnh báo về một cái nguy cơ xảy ra khủng hoảng. Như báo chí đưa tin là đồng chí Nguyễn Đức Chung dùng từ rất là quyết liệt, rất là nghiêm trọng, đấy là đại khủng hoảng. Mà theo đồng chí Nguyễn Đức Chung dự đoán là tới năm 2021 và 2022 thì điều đó có nghĩa là tất cả các kế hoạch, các dự án vẫn sẽ cứ xin, vẫn cứ dần dần diễn ra. Nhưng mà các anh chị em đầu tư bất động sản nên lưu ý rằng là nó sẽ diễn ra ở tốc độ vừa phải, chứ không thể nào mà max speed được đâu. Muốn max speed thì có rất nhiều yếu tố để mà max speed. Yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố chính trị, yếu tố hạ tầng, yếu tố định hướng phát triển quy hoạch của thành phố. Rồi đặc biệt là dòng tiền, yếu tố tài chính là cực kỳ quan trọng. Mà với thời điểm hiện tại chứng khoán đỏ lửa như bây giờ, dòng doanh thu của tất cả các tập đoàn đều bị tụt giảm thê thảm như bây giờ,
thì cái việc mà triển khai một cách max speed về cái dự án đó thì Trần Quang nghĩ rằng là cái đó rất rất là khó. Vì vậy cho nên là anh chị em cần phải cẩn trọng khi đầu tư lướt sóng. Thì Trần Quang chỉ muốn lưu ý hai điểm ở đây. Một là nếu đầu tư lướt sóng thì hãy đầu tư nhanh và đi ra nhanh. Còn nếu mà không ra nhanh được mà đã bị mắc cạn thì sẽ phải chờ đến cái chu kỳ tiếp theo, mà chu kỳ đấy phải tính bằng năm, bằng 2 năm, 3 năm. Đó, và nếu mà ai đó mà sử dụng cái binh cái đòn bẩy nó lớn ấy thì cũng lại rất là nguy hiểm. Cho nên nhắc lại câu chuyện đầu tư thời điểm này thì Trần Quang khuyên anh chị em đầu tư bất động sản là lên đầu tư theo tỷ lệ ít nhất là 73, 7 phần tiền mặt của mình, 3 phần dùng đòn bẩy. Còn nếu mà an toàn nhất thì có thể là 82, 8 phần tiền mặt của mình, 2 phần là đầu tư vay cái hệ thống tín dụng. Và nếu trong trường hợp mà anh chị em không muốn vay hệ thống tín dụng thì có thể giống như các công ty là phát hành trái phiếu. Trái phiếu ở đây nói vui là doanh nghiệp thì trái phiếu, còn cá nhân là gì ạ? Là vay nợ. Vay nợ người thân bạn bè là cùng nhau cổn, cùng nhau góp vốn. Thì như vậy thì khi mà xảy ra rủi ro gì thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau và cũng không bị áp lực về mặt tâm lý, về mặt tài chính nữa. Thì nó tránh cái việc là shut down rất là nhiều kế hoạch cho anh chị em trong tương lai. Một cái điều nữa là nếu anh chị em thực sự có tiền mặt mạnh mẽ thì có thể đầu tư ở một số vùng ngoại ô của Hà Nội, như là vùng Náng Hoa Lạc hay là vùng bất động sản Sóc Sơn. Vì cả hai vùng đó thì theo Trần Quang đánh giá là đều cái giá trị bất động sản của nó đều đang ở mức rất là hợp lý. Nhưng mà phải đầu tư với tầm nhìn dài hạn, tầm nhìn khoảng từ 2 đến 5 năm. Và đặc biệt là phải đầu tư ở trong một cái trạng thái mà nó an nhiên, là tĩnh tại, bình an. Chứ đầu tư theo kiểu lướt sóng, theo tốc độ max speed, tốc độ cao mà mọi người vẫn thường đầu tư những giai đoạn trước đây là ở thời kỳ này cực kỳ nguy hiểm. Sau khi anh chị em xem cái clip này của Trần Quang thì có thể là anh chị em nếu mà thấy hay, thấy nó hữu ích thì có thể đăng ký subscribe kênh và nhấn nút chuông thông báo để sau này khi mà Trần Quang chia sẻ cũng như là review các cái thị trường bất động sản trong và ngoài tỉnh, có thể anh chị em sẽ cùng với lại Trần Quang có những cái chia sẻ sâu hơn và có những cái thương vụ chúng ta có thể hợp tác được với nhau. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi Trần Quang. Trần Quang rất là cảm ơn anh chị em đã subscribe, ủng hộ cũng như là chia sẻ. Cảm ơn anh chị em.